Thế còn quảng cáo là lừa đảo mọi lúc mọi nơi thì câu này, ơi anh này anh nói những câu nói nó cứ làm sao ấy, nó cực kỳ đau, nó đau. À, quảng cáo là lừa đảo mọi lúc mọi nơi, nó thấy là quảng cáo nó không lừa đảo mà nó nói hơi mà là nó là quảng cáo, đã là quảng cáo thì các bạn chỉ nên tin 5 đến 70% thôi, chứ còn lừa đảo thì lừa đảo tức là nó không có phần trăm chính xác nào à, thì nó thực ra nó hơi Anh hay. này thì mình để như mà một người chuyên gia về marketing và là một video maker, là một YouTuber, thì mình đánh giá cái video này nằm ở cái tính chất như này, đó là nó làm ở mang tính chất là đang chạy theo xu thế, đang chạy theo trend, hiện tại là đang có trend, đang có cái trend này, đang có trend là có rất nhiều người thầy dạy khoa học vớ vẩn bây giờ đang bị bóc phốt và đang bị kiện cáo, thì anh này đúng đang làm theo trend. Để nói về marketing thì anh này làm theo trend, nó không có gì đặc biệt cả. Thứ hai là nói về tâm lý học con người thì anh này đang làm. Hello, xin kính chào các bạn. Đây là một cái video mà mình làm về một cái gọi là review video, nhưng mà thực ra nó còn là một cái đánh giá và nó là một số cái lời khuyên và giải thích cũng như phân tích và cũng như là đưa ra một số các cảnh báo và giúp đỡ cho các bạn có một cuộc sống là không bị lừa đảo, không bị lừa đảo. Thì nói chung là như thế này, là hôm qua, tối ngày hôm qua thì mình có vô tình xem được cái video của anh Startup Hacker này. Startup Hacker này thì có thể anh ấy là một người nào đó khá là tốt và khá là biết nhìn nhận thị trường, nhìn nhận thời thế, và anh ấy bắt đầu là tìm hiểu và có kiến thức, và anh ấy đã đưa ra những cái clip TikTok này rất là hay. Mà có trong cái video này thì mình lại thấy anh này làm cái video rất là ý nghĩa, rất là ý nghĩa, nhưng mà nó lại động chạm đến mình. Thực ra thì mình cũng là một người làm về giáo dục, thì thực ra mình cũng là người làm về giáo dục và mình cũng là người bán những khóa học. Thế nhưng mà thực ra như này, nói chung là như này, cái thời gian gần đây thì có rất nhiều những người tự xưng là bậc thầy, những người tự xưng là master, tự xưng là chuyên gia, họ đã kiếm một khoản tiền rất là khổng lồ ở trên mạng và đã lừa đảo rất là nhiều người. Đấy là những cái hành động như thế, thực ra nó rất là không xứng đáng mặt làm người luôn, chứ đừng nói là mặt làm thầy. Thế nên là anh này, bóc phốt những con người đấy, và anh ấy thì, cái video này mình sẽ làm cái tâm sự cho các bạn, thì mình cũng là người trong nghề giảng dạy và kiếm tiền bằng các khóa học, thì mình sẽ tâm sự thật với các bạn để cho các bạn có một cái tri thức mà các bạn không bị lừa dối ở trên đời sống này. Thì đối với mình này, không phải mình làm cái này để gây dựng thương hiệu, hay là mình làm cái này để thanh minh cho bản thân mình, hay mình làm cái này để bóc phốt cái anh này. Mà thực ra thì mình thấy cái anh Startup Hacker này anh rất là giỏi và rất là hay. Thứ nhất là mình khen anh này, thứ hai là mình làm là để giúp cho các bạn, có kiến thức, giúp bạn kiến thức thật sự để trở nên một người khôn ngoan hơn, không bị lừa dối bởi khoa học, không bị lừa dối bởi khoa học nhé. Vì mình cũng là người bán khoa học thôi, đánh giá những lời nói của cái anh Startup Hacker này thôi là hay. Và và các bạn biết rồi, cái gì cũng có cái hai mặt của nó. Mình nói là anh Startup Hacker này hay, nhưng mà không phải là rất hay và không phải là cái hay nhất. Trong cái video của anh này cũng có nhiều cái lỗ hổng và nhiều cái không chưa đúng, thì mình sẽ phân tích cho các bạn. Nói chung là như này, 99% những thầy bán khóa học dạy. Câu thứ nhất là anh ấy nói về cái vấn đề đó là 99% những người bán khóa học dạy vì kiếm tiền, đúng không? Kiếm tiền trong lĩnh vực gì là người thất bại? Là người thất bại, không kiếm được tiền. Thì cái vấn đề này nó, anh ấy nói như vậy thì nó rất là đau đớn. Thứ nhất thế này, nói như này thì quá đau đớn. Thứ nhất là số 99 thì là một con số rất là to. Con số này rất là to, mình rất thích con số này. Đấy. Mình cố gắng đi làm cái gì đó thì mình cũng phải cố gắng là mã số thẻ là 99, chứng minh đuôi 99, số điện thoại 99, lấy vợ sinh năm tuổi 99, mình cố gắng đổi mọi số thành số 99, vì 99 là hai con số to nhất. 99 là số to nhất trong dãy số có hai chữ số. Thì nói chung là như này, cái số 99% này nó mang cái tính chất là chỉ còn 1% những người dạy khóa học kiếm được tiền thôi. 99% những thầy bán khóa học dạy là người thất bại không kiếm được tiền. Nói này, tại thêm này, đã nói này 99% rồi nhá, lại còn nói thêm cái chữ là người thất bại và nó ai là người không kiếm được tiền. Câu này thì thực sự là nghe nó rất là chối luôn, thực sự đau đấy. Nhưng mà nó nói như thế này thì nó cũng là một cái phần phần là đúng,
cũng có đúng nhưng mà có sai. Nhưng mà nếu như là mình làm cái video dạng nhanh này thì mình sẽ không bao để 99%, mình sẽ để khoảng tầm 70% thôi hoặc 60% thôi đấy. Còn thật ra thì đa phần những người ta đã dạy được thì người ta không thất bại đâu, người ta đã dạy được thì không thất bại đâu, bởi vì cái thành công lớn nhất của người ta ấy, là người ta đã thất bại rồi và người ta để lại cái kiến thức để mà dạy đấy, tức là người ta có thể đúc kết. Còn cái người mà thất bại mà không biết mình thất bại đâu thì người đấy mà là thất bại, tức là họ không thể đúc kết một cái gì để chia sẻ với người khác cả, thì đó là thất bại. Còn nói chung về họ kiếm được tiền hay không thì tiền ở trong túi họ không ai biết cả. Như các bạn cũng nói mình mới đọc này, nói là nếu mà không kiếm được tiền thì là không đúng, tức là có kiếm được tiền cho nó ít thôi nha, có kiếm được tiền cho nó ít thôi. Anh này nói như này thì là không được, nói này thực ra thì cũng đúng nhưng mà nó đau quá, nói là nặng lời quá. Nếu mà tôi đã là một người xác định là tôi có thể dạy người khác thì không phải là người thất bại, vì tôi có thể đúc kết được những thất bại để đóng thành sách thì không phải là thất bại. Thứ hai là không kiếm được tiền thì tôi kiếm được tiền tôi không cho anh, mà anh không kiếm được tiền anh không cho tôi. Thế thì nói về việc kiếm tiền này thì thực ra nó hơi ấy. Thế thì thực ra này, nếu mà anh ấy nói này là người chưa thành công hoặc là người chưa thực sự thành công, anh nói câu này, ví dụ nào Lộc là mình, nếu mình làm cái loại video này mình sẽ nói là 99% mình sẽ thổi thành 70%, 60% là người chưa thực sự thành công và chưa thực sự kiếm được nhiều tiền, chứ không phải là từ không kiếm được tiền này, từ không đánh màu tím nữa thì thực sự là rất độc chạm. Mình là người thích màu tím bạn nhé, nó rất là không hay, anh hãy nói nó quá nặng rồi. 99% những thợ kiếm được tiền từ lĩnh vực này thì họ đã đầu tư nhiều hơn được tiền từ lĩnh vực đó. Mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy. Ok, và anh ấy bảo là anh ấy chứng minh. Thứ nhất, nếu thực sự kiếm được tiền từ lĩnh vực này thì họ đã đầu tư nhiều hơn, mở rộng quy mô hơn để kiếm được số tiền lớn hơn. Câu này rất hay. Nếu như thầy làm được, câu này rất hay các bạn nhé. Nếu như thầy làm được, nếu như thầy làm được thì thầy phải làm đi, đúng không? Các bạn cứ làm đi, các bạn cứ thành công đi, các bạn đang dạy, đúng không? Ý anh nói như vậy. Nếu như thầy đã làm được thì thầy phải đầu tư nhiều hơn và kiếm số tiền nhiều hơn. Đầu tiên là các bạn này, điều này rất đúng. Điều này rất đúng. Này cực kỳ đúng luôn các bạn ạ. Bởi vì nào? Bởi vì có những kiến thức ngày hôm nay Lộc chưa từng dạy cho ai. Có kiến thức Lộc đang áp dụng để kiếm tiền, Lộc không hề dạy cho ai cả. Và Lộc không muốn người khác biết. Nói thật tâm với các bạn này, nếu như là một người thầy thật họ không bao giờ có nhiều hơn 2 học sinh. Một người thầy thật sự là thầy, người ta không bao giờ có nhiều hơn 2 học sinh. Hai thằng là quá nhiều. Đấy, một người thầy thật sự. Bởi vì này, người ta có những kiến thức nó gọi là kiến thức đáng giá, kiến thức gọi là kiến thức vàng bạc, kiến thức đáng giá hàng triệu hàng tỷ đô. Một cái kiến thức đó họ không muốn cho quá nhiều người biết, bởi vì một cái kiến thức hàng triệu hàng tỷ đô đấy có giá trị cao như vậy mà cho quá nhiều người biết ấy, thì kiến thức nó sẽ trở nên bình thường, vì ai cũng biết, ai cũng áp dụng được thì sẽ cực kỳ trở nên bình thường, các bạn hiểu không nhỉ? Nên là không bao giờ một cái kiến thức nào mới, một kiến thức nào nó giá trị, nó vĩ đại, một kiến thức nào nó tuyệt vời mà nó lại không để kiếm một số tiền cực kỳ khổng lồ cả. Thế cho nên là anh ấy nói rất đúng, bản thân mình có rất nhiều kiến thức mình không thể chia sẻ cho ai. Còn những cái mà mình chia sẻ trên YouTube ấy là những cái đa phần là mọi người biết hết rồi, mình chia sẻ trên YouTube ấy là mình chỉ chia sẻ những cái có hơi mới một tí, có hơi trải nghiệm một tí, nó mang cái tính trải nghiệm của mình một tí và nó mang cái đúc kết của mình một tí. Và những cái mình chia sẻ trên YouTube đa phần có những người khác cũng đã nói rồi, nếu bạn không tìm thấy của người khác thì bạn sẽ tìm thấy Lộc thôi. Thế còn những cái gì mà nó là của riêng Lộc, đáng giá đồng tiền bát gạo, thì Lộc phải để Lộc kiếm tiền cho bản thân mình đã, Lộc cũng không chia sẻ cho ai cả. Thế thì nói thật với các bạn là như thế. Thì anh này nói rất đúng, nói rất đúng. Chứ còn nếu mà những người thầy mà cứ mang ra mà dạy đấy, cái người thầy mà nói là đây là kiến thức này tôi dạy cho các bạn này để các bạn kiếm hàng triệu hàng đô này, để các bạn thành công này, thì họ phải áp dụng được cuộc đời họ được rồi. Nếu họ đã mang ra dạy ấy, thì điều đó đồng nghĩa một việc là kiến thức đã bắt đầu lỗi thời rồi. Kiến thức đã bắt đầu lỗi thời và hoặc là kiến thức đấy đã có quá nhiều người biết rồi, chỉ là bạn chưa biết kiến thức đó nên là bạn vẫn mua kiến thức đó rồi. Một cách mất tiền rồi. Và thực ra các đa phần cái kiến thức nó có trên YouTube, có trên mạng hết, có trên Google hết, có trên Facebook, có trên TikTok, có trên tất cả các nền tảng khác hết rồi. Cho nên các bạn này, bỏ tiền ra mua đấy, thì phải xem là bỏ bao nhiêu tiền đấy, thế còn thực ra này là khi các bạn đi mua khóa học đấy thì các bạn phải xác định này là mua nhá để học và phải thực hành cơ, còn nếu không thực hành thì mua đấy.
Thế chứ còn nói phải thì tao nói về thật này, còn các bạn này nhớ là những cái gì người ta bán các bạn thì cái đấy bắt đầu chuẩn bị lỗi thời rồi, đặc biệt là kiến thức về kiến thức lỗi thời cực kỳ nhanh đấy, kiến thức lỗi thời nhanh, những cái kiến thức mà chưa lỗi thời ấy, Lộc chưa dạy cho ai cả đấy, Lộc vẫn còn giữ cho mình và Lộc cũng đang thử thử xem là nó kiếm được tiền thật không đã đấy. Và khi nó kiếm được tiền rồi ấy, thì nó sẽ kiếm rất nhiều tiền với nó, và kiếm được tiền nó rồi mình sẽ kiếm là rất rất nhiều tiền với nó, sau đó nó lỗi thời mình mới bán cho các bạn, mình mới bán cho các bạn để kiếm lại những số tiền cuối cùng mà kiến thức nó có thể kiếm thành tiền được. Đây là ai cũng thế thôi. Còn khi mà các bạn phải trả một cái số tiền rất là lớn để có thể nhận sự coaching một một, hoặc là các bạn phải trở thành người đối tác, người cộng sự, người làm việc với Lộc thì các bạn mới làm được. Thế còn tất cả những kiến thức mà các bạn học được thường là có trong sách hết rồi, mua sách về đọc đấy. Các bạn thử như trong vòng 1 năm các bạn đọc 30 cuốn sách xem các bạn cảm thấy các bạn mới học xong một trường đại học thì ra luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp theo câu tiếp theo này. Anh ấy nói là trước thì làm 1 đời 1, nhưng mà bây giờ hãy làm 5 đời 5, đúng không? Đầu tư nhiều thì làm nhiều đấy, và không rảnh dạy cho các bạn thì đấy, đúng đấy, đúng đấy. Mà Lộc vừa chia sẻ Lộc không rảnh để dạy cho các bạn những cái kiến thức đó, Lộc phải mất thời gian nghiên cứu, mất rất nhiều cái để có thể nghĩ ra được cái kiến thức đó. Bây giờ lại đi rảnh thì dạy cho các bạn, thực ra để dạy cho các bạn mà nói chung là nếu mà không thu tiền thì không được, mà thu tiền nhiều thì các bạn bảo là lừa, đúng không? Để thu tiền ít thì nó không bỏ công, cho nên là Lộc không dạy. Lộc không biết là các giáo viên, các người thầy, các bậc thầy khác như nào. Thật này, nếu như Lộc có thật này, nếu như Lộc thành công trong một lĩnh vực nào đó thì Lộc không đi dạy nữa. Đấy. Bởi vì Lộc đang muốn thành công trong lĩnh vực dạy chứ không phải là thành công trong lĩnh vực khác. Lộc thành công trong lĩnh vực khác để củng cố rằng là tôi đã làm được và tôi dạy cho các bạn thôi. Đấy là cái cách của mình. Nói về chưa từng làm mà chỉ là tin lý thuyết thì Lộc thấy là có những người thầy đã làm cái kiểu này rồi. Có những người thầy đã làm cái kiểu này rồi, tức là họ chưa từng làm, chưa từng trải qua, họ cứ thuyết thuyết cứ lý thuyết xuông họ giảng. Thế nhưng mà thực ra như này thì có một số người đấy họ cũng không phải cần phải trải qua mà vẫn có lý thuyết để họ giảng. Thì đấy là cái điều người ta gọi cái đấy là hàn lâm. Thì thực ra nó là điều rất là bình thường, rất là bình thường. Ví dụ như là một cái người què, một người què có thể dạy người ta cách bước đi, đó là điều bình thường thôi, không sao cả. Một trong một cái câu chuyện mà các bạn đã thấy là rất nổi tiếng cách đây vài năm mà mình đã từng đọc, một câu chuyện mà nó chuyển thể thành phim hoạt hình ấy. Nó đã chuyển thể thành phim hoạt hình, đó là con mèo dạy con hải âu bay. Con mèo dạy con hải âu bay, đó là điều bình thường, bởi vì con mèo nó biết lý thuyết là bay, nhưng mà nó không thể nào nó bay được vì con mèo không cánh, nhưng mà con mèo nó biết là con hải âu này sẽ có thể bay được. Đấy. Các bạn đọc cái câu chuyện đi thì các bạn sẽ thấy này. Nên là họ chưa từng làm nhưng họ có lý thuyết họ vẫn có thể dạy các bạn được. Nó thấy cái điều này không sao cả, không sao cả. Quan trọng này, quan trọng các bạn phải biết là cái người sáng tạo ra một môn võ, hiểu được môn võ hay hiểu được đạo giáo hay là hiểu được cái gì họ ta đã sáng tạo đấy, chưa chắc họ đã làm hết được cái gì họ đã sáng tạo, chưa chắc họ đã làm hết được cái gì họ nghĩ ra, nhưng họ muốn truyền lại cho cái thế hệ sau, truyền lại cho người chưa biết để tìm xem những người đó có thể làm được cái lý thuyết mà người ta đã nghĩ ra. Đôi khi là như vậy, đôi khi là như vậy. Thì cái này nó có cái đúng, cái này nó có cái sai, đúng không? Và anh này anh nghe phân tích thì nó cũng có cái hay, đó là anh ấy nói về cái đoạn này, nó là an toàn kiếm nhiều tiền hơn, bán khoa học an toàn kiếm nhiều. Nói chung là như thế này đấy, nói quan trọng là này, nó là một cái sự kiểm chứng thế này, nói được cái sự kiểm chứng này thì nói chung là như thế này, thì khi mà mình chia sẻ, mình dạy các bạn ấy thì không có bằng chứng, không có chứng minh nào, bạn không nhìn thấy được, đúng không? Thế thì đa phần là các người thầy, người ta dạy, người ta sẽ sâu cho cái kết quả họ đã được làm được, họ đã từng giúp đỡ những ai, họ sâu sâu như vậy. Nên nói chung như này, nếu như họ đã sâu được cuộc đời của họ đã thành công như vậy và họ đã giúp đỡ cho nhiều người rất họ và họ đã giúp đỡ cho rất nhiều người thành công ấy, thì nó là cái thứ nhất, đó là kiến thức đó đã lỗi thời. Lỗi thời vì sao? Bởi vì họ đã dùng và họ đã thành công rồi thì nó phải lỗi thời chứ, và họ đã giúp cho rất nhiều người thành công thì cái khả năng lỗi thời nó lại càng nhiều hơn, bởi vì quá nhiều người biết cái kiến thức đó rồi, đúng không? Cái thứ ba là không có sự kiểm chứng. Đây nó nằm vào cái sự kiểm chứng này. Ai kiểm chứng cái gì? Đấy, các bạn hiểu không nhỉ? Bây giờ ví dụ như Lộc có dạy một cái khóa học, đó là gây dựng hôn nhân, nhưng mà Lộc chưa hề có người yêu luôn, chứ đừng nói là có hôn nhân. Lộc chưa hề có người yêu, nhưng Lộc đã gây dựng hôn nhân rồi, bởi vì Lộc đã học về hôn nhân, lại dạy khóa học về hôn nhân. Điều đó là điều bình thường vì Lộc biết kiến thức thôi, Lộc biết kiến thức thôi, đúng không? Thế còn kiểm chứng hay không ấy thì các bạn phải thử, các bạn mới biết được. Bây giờ các bạn phải gửi cho mình một cô gái để mình lấy làm vợ thì các bạn mới biết được. Hoặc là cái thành công đấy nó lại đến theo này, nó tiến theo số phận các bạn nhé, đến theo số phận, nó đến theo định mệnh, nó đến theo cái gọi là trời có ban cho bạn hay không, có cho bạn cái quyền để thành công hay không. Chứ còn để kiểm chứng này thì nói chung này, để kiểm chứng này thì ai kiểm chứng cái gì mới là được đấy, đúng không? Kiểm chứng
kiểm chứng cái gì mới được. Cái còn chém gió thì Lộc từ trước này Lộc không hiểu là chém gió nó là cái gì luôn. Chém gió là cái gì luôn, Lộc thường nghĩ là chém gió là một câu chuyện gì, làm sao nói câu chuyện tếu cho nó vui, câu chuyện không có ý nghĩa mấy, gọi là cứ làm sao cho nó vui là được. Thì chém gió mình thường nghĩ như vậy. Thế còn nói về bậc thầy mà đi chém gió thì không nên làm thầy nhé. Bậc thầy mà nói về mình đã là người đi dạy người khác mà mình chém gió thì không nên làm thầy, không nên làm thầy. Nói thật Lộc các bạn, Lộc thầy các bạn này, Lộc có dạy một người khác làm rất tốt. Và người ta nói một câu như này, người ta nói một câu là em làm như thế thì thật phí thời gian và không có tiền. Anh sẽ làm trong vòng nửa năm sẽ có một tháng 20 triệu trên YouTube. Người ta tuyên bố rất là mạnh mẽ như vậy, và anh sẽ thành công trong YouTube trong một thời gian ngắn. Chứ làm như em thì không đủ ăn, mà em không biết cách làm, rồi là ông phân tích là rất nhiều cái sai. Còn khi Lộc dạy anh những cái kiến thức chung để anh có thể mường tượng được, và khi anh ta hiểu rồi thì anh lại phản bác lại mình. Nhưng vấn đề là như này, anh ta sẽ xây dựng được kênh YouTube triệu view, và sau nửa năm anh ta sẽ kiếm được 20 triệu một tháng với YouTube. Nhưng mà sau đó một năm sau đấy, mình có nhắn tin gọi điện hỏi lại anh ấy thì anh ấy bảo là anh vẫn chưa kiếm được đồng nào từ YouTube cả. Thế sau đó đến năm thứ hai thì mình tiếp tục có hỏi thăm anh ấy, thì anh ấy bảo anh ấy là đang bế tắc ý tưởng, anh ấy chưa làm được cái gì mà anh bận quá. Thế năm thứ ba mình gọi điện mình hỏi anh ấy là thế còn làm YouTube không, YouTube kiếm được tiền chưa, bật được kiếm tiền chưa. Anh bảo là anh bỏ rồi, YouTube không làm được nữa rồi. Thế nói thật các bạn này, để tất cả này kiểm chứng hay không ấy, thì nó là cái gì đó nó rất là ấy, đúng không? Còn tất cả chúng ta chỉ là lời nói thôi, mỗi người một cuộc đời, mỗi người nó còn phải theo số phận nữa đấy. Thế còn tất cả nó chỉ là cái mỹ hóa thôi, mỹ hóa, các bạn là mỹ hóa thôi. Các bạn cứ cố gắng làm nó đẹp thôi, phóng tướng nha, chứ nó chưa ra cái gì cả. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái phần mà anh ấy nói là vậy các khoa học có hiệu quả không, cái các khoa học có hiệu quả không ấy, thì mình nói thật các bạn này, khóa học hiệu quả hay không là không phải do thầy mà là do người học các bạn ấy, không hề do thầy mà do người học. Thế còn như này, các bạn đã không may trong cuộc đời tìm được một người thầy không tốt, tìm được một người thầy đạo đức giả, tìm được một người thầy quá là lý thuyết xua, quá nhiều lý thuyết lan man, không biết giảng dạy, không biết cách truyền đạt, không biết làm cho các bạn hiểu cái khoa học mà họ muốn dạy, thì đấy là cái số đen, các bạn là số đen nhé. Các bạn không thể giàu được, các bạn không thể thành công được, bởi vì khoa học không chất lượng và người thầy cũng không tốt, đúng không? Thế còn đa phần nó do cách bạn áp dụng khoa học, chứ không phải là kiến thức. Ví dụ như mình dạy người ta học, ví dụ như mình dạy người ta làm YouTube, đúng không? Thế mà người ta có tiếp tục làm đâu, người ta không tiếp tục làm, người ta bận, người ta bỏ rồi, đúng không? Nhưng mà cái lúc người ta mới học được, người ta hưng phấn đó, người ta bảo là tôi sẽ trong 6 tháng tôi sẽ kiếm 20 triệu tiền YouTube, lúc đấy người ta hưng phấn đó. Nên đó là do cái mà họ nhận được và quyết định cái thái độ sống của đời sống họ. Còn khoa học hiệu quả hay không, nó đa phần không phải phụ thuộc vào thầy giáo, mà phải phụ thuộc vào học sinh, không phải phụ thuộc vào kiến thức hay là khoa học gì. Các bạn thử xem, ai cũng đi học từ lớp 1 đến lớp 9, lớp 1 đến lớp 12. Đa phần mọi người đều học từ lớp 1 đến lớp 9, lớp 1 đến 12 ấy. Thế các bạn trải qua bao nhiêu người thầy, học bao nhiêu kiến thức, thì sau khi các bạn có cái thứ ra đời, các bạn thấy kiến thức nó hiệu quả không, và nó có thành công trong cuộc đời sống của bạn không? Tất cả là do các bạn áp dụng hết, đúng không? Áp dụng hết. Cùng một lớp học 30 người, có thằng đi làm bảo vệ nhưng có thằng đi làm giám đốc, thế là tại sao lại như thế? Thế là học nó vẫn là học thôi nhá, nó là hàn lâm, các bạn phải hiểu như vậy. Nó là hàn lâm chứ nó không phải là chứ nó không phải là các bạn học xong có học, các bạn đang làm một người này biến thành người khác. Có những mình ấy mà đi xem các hội thảo này, và đi xem các khoa học miễn phí này, và đi xem các bài quảng cáo này, là sau khi khóa học này các bạn sẽ trở thành con người khác, hay trở thành con người mới, thì mình chỉ tin một nửa thôi, mình không được tin hết. Đây, người dạy không làm được thì cơ hội nào cho người học đấy, người dạy không làm được thì cơ hội nào cho người học. Nói chung đây là cái từ này, đừng nghe bị lừa bằng từ sứ mệnh và chia sẻ. Thì ở đây này, anh ấy đánh dấu tím và chữ lừa và chữ xạo, thì nó thực ra nó làm cho người ta cảm giác là ồ, mình bị lừa thật. Đây là một cái hiệu pháp tâm lý thôi. Thế nhưng mà mình muốn phân tích với từ sứ mệnh. Nhiều các bạn ấy sinh ra cuộc đời này không biết mục đích sống của mình làm gì, không biết mục đích mà trời tạo dựng ra cho mình ở trên đất để làm gì. Đồng thời các bạn này rác rưởi còn có mục đích của nó, rác rưởi nó còn có sứ mệnh của nó. Một cây xoài còn biết lớn lên và sinh trái rồi lại trái cây lại tiếp tục ra hạt và kết quả. Một cái cây nó còn có sứ mệnh của nó. Tất cả những điều vô tri vô giác trên đời sống này, cuộc sống này, nó còn có sứ mệnh của nó. Nhưng một con người sinh ra trên thế giới này ấy, mà không biết sứ mệnh của mình là gì ấy, thì nó cũng rất là dở đấy, đúng không? Thế cho nên là nếu như một ai mà nói với các bạn là
cái sứ mệnh của họ là chia sẻ, cái sứ mệnh của họ là giảng dạy, sứ mệnh của họ là mang kiến thức cho cộng đồng, thì hãy tin họ một chút. Đấy, nhưng mà một chút thôi, đúng không? Không phải tất cả. Mình chỉ tin tất cả, mà chỉ tin 45% thôi. Nhưng mà cái sứ mệnh là như thế này. Sứ mệnh ấy, nó là từ Thượng Đế ban cho, nó là Thượng Đế bắt buộc, đúng không? Chúa Đức Chúa Trời hay là ông trời đã tạo bạn ra, tạo hóa là tạo bạn ra vì một sứ mệnh nào đó, thì bạn hãy tìm hiểu sứ mệnh đó. Thế còn cái người ta đi dạy thì sứ mệnh người ta là chia sẻ hay dạy, nên là việc người ta có cái việc học này, có cái việc học này đấy, đó là việc các bạn. Thế còn các bạn chả liên quan đến sứ mệnh của người ta cả. Cái sứ mệnh người ta thành công hay không, người ta có làm được sứ mệnh họ hay người ta làm cái sứ mệnh gì, đấy là việc của người ta đấy. Thế còn người ta đã làm cái sứ mệnh thì ông ấy nói là đã làm sứ mệnh thì không lấy tiền, đâu có thật các bạn. Làm sứ mệnh thì lại càng phải lấy tiền, làm sứ mệnh là càng phải lấy tiền nhá. Nói là tôi làm sứ mệnh tôi không lấy tiền thì chỉ có đi giảng đạo thôi, giảng đạo chứ đi giảng đạo hoặc đi làm từ thiện là không lấy tiền thôi. Thế còn nói là nói thật này, đã làm sứ mệnh là phải lấy tiền, vì này không có ai sinh ra, không ai sinh ra mà hít không khí mà sống được, đâu thật là một cái cây xoài, các bạn tưởng tượng đi, bây giờ một cái cây xoài nó muốn ra quả xoài thì nó phải lấy cái gì? Nó phải lấy nước, lấy không khí, nó phải có đất, nó phải có chất dinh dưỡng thì nó mới sinh ra quả xoài. Lộc muốn hoàn thành sứ mệnh của mình thì Lộc phải lấy tiền. Đấy, nói chung các bạn, ví dụ Lộc, sứ mệnh của mình là bán hàng, sứ mệnh của mình là giảng dạy, hay sứ mệnh của mình là đi cứu chữa, hay đi cứu chữa bệnh, hay là sứ mệnh của mình là làm nhà chính trị, hay là sứ mệnh của mình là, hay sứ mệnh của mình là nghiên cứu khoa học. Đấy, là tất cả thì phải có tiền chứ. Thế là nếu mà đã giúp thì lại không lấy tiền. Đâu thật các bạn, là kiến thức mà tôi nghĩ được ra, kiến thức tôi áp dụng đời sống mình, kiến thức tôi phải mà dày công nghiên cứu mà tôi lại không lấy tiền thì nó vô lý, đúng không ạ? Nhưng mà nói chung này là các khóa học các bạn đi học các bạn đóng nhiều tiền quá. Ngày xưa Lộc cũng đi học ấy, nhưng mà Lộc không đóng nhiều tiền như thế. Lộc học các khóa học nhưng mà Lộc không đóng nhiều tiền như thế. À, bây giờ có những người bỏ ra hàng trăm triệu, hàng 50 triệu, 40 triệu, thậm chí hàng nửa tỷ đồng để tham gia các khóa học. Lộc nói thật cả, một khóa học nhá, mà dạy trên 10 buổi thì chỉ nên lấy 5 triệu thôi. Dạy trên 10 buổi, khoảng tầm 10 buổi đến 15 buổi thì chỉ lấy 5 triệu vào một khóa học đấy thôi. Còn khóa học mà khoảng tầm 1 tháng thì lấy khoảng 10 triệu là cùng. Thế còn khóa học nào đấy mà đã vài ba ngày mà lấy hàng nhiều tiền ấy thì khóa học nó vứt đi. Thế còn khóa học là hàng trăm triệu thì không nên học. Khóa học là 50 triệu thì càng không nên học nhé. Nó họ cho các bạn gì, chỉ là kiến thức thôi, tại sao phải lấy đắt như vậy? Còn những cái vô giá, cái kiến thức mà thực sự đắt giá thì nó thật các bạn này, Lộc không biết người khác nào, nhưng Lộc thì không bán đâu. Lộc không bán mà Lộc sẽ để lại cho con cái mình, hoặc là như thế nào đó, hoặc là Lộc phải bán với giá đó cho một hai người thôi, cực kỳ ít người thôi, bán cho ít người, phải là cố gắng lấy thật nhiều tiền như thế thì nó đúng, anh ấy nói đúng, tức là đã làm sứ mệnh giảng dạy thì không lấy tiền thì nó hơi gắt, nó đúng là như này, mà đã làm sứ mệnh giảng dạy thì chúng ta giảng dạy là vì cái tâm, còn lấy nó vừa phải tiền. Thế còn mình thấy như cái bọn lừa đảo thì lấy nhiều quá rồi thì mình không nói, nhưng ý là nói đúng này, là mình nói cho các bạn rồi đấy, nếu mà các bạn học dưới 10 buổi ấy, thì chỉ nên đóng 4-5 triệu thôi, còn là học trên 10 buổi tức là từ 15 buổi đến 30 buổi thì đóng khoảng 10 triệu đấy. Thì còn nếu mà các khóa học mà trên 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu đấy, những khóa học đấy 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu, những khóa học như thế các bạn không nên học. Thực ra nó đắt quá, nó rất là sót của đau con sót, đúng không ạ? Đóng tiền để trân trọng kiến thức là nó rất là đúng, nhưng mà các bạn phải đóng đấy như mình nói đấy đấy, chứ còn để như mà thu nhiều tiền quá không được. Thậm chí là có những người đi quảng cáo khóa học ấy là các bạn không có tiền đi học ấy thì các bạn không còn, thì các bạn hãy quẹt thẻ tín dụng đi, hay dùng thẻ tín dụng để mua khóa học đi, bởi vì là cái cơ hội này không có cơ hội lần thứ hai đâu, bởi vì tôi rất là bận, tôi không thể dạy được, sắp tới là tôi không dạy được, tôi như thế này tôi, hay là sắp tới là tôi sẽ không mời đến những người thầy tuyệt vời này cho bạn lần thứ hai, các bạn hãy quẹt thẻ tín dụng để dạy. Ui những lời đó nha, mình chào không bao giờ, những lời chào mà mua hàng như vậy mình không bao giờ mình mua khóa học ấy luôn nha, mình khóa học nên là khóa học lấy tiền rồi, thế cho nên là anh ấy nói giúp đỡ người khó khăn này, Lộc nói thật các bạn này, cái lúc trước là khó khăn đấy. Cái lúc trước đây nó khó khăn, bây giờ nó đỡ hơn rồi. Nhưng cái trước đây là nó khó khăn đấy. Nó không có tiền, không có một cái gì luôn, không có kiến thức ngu dốt, không biết cái gì, suốt ngày ra ngoài bờ đường nhưng ngồi nhìn điện thoại ngắm trời mây, nghĩ thời gian trôi qua, nghĩ mình phải làm gì cuộc sống. Thật sự là lúc đấy nó khó khăn ấy, chả ai giúp cả. Không một ai giúp hết. Lộc ơi các bạn.
Nên nói thật các bạn này, nếu bạn không trả tiền người ta thì ai người ta dạy các bạn? Không trả tiền người ta, ai người ta giúp các bạn? Shipper không phải lấy tiền, đúng không? Không, không thì hiếm. Bây giờ không phải anh em ruột thịt, không phải anh em kết nghĩa, không phải là một cái người nào đó tốt đẹp trong cuộc đời các bạn, hay người bạn chí cốt của các bạn, không phải Nữ Quan Trương, thì các bạn này nói thật không ai giúp đỡ đâu, không ai giúp đỡ đâu. Lộc đã từng trải qua thời gian nó đen tối trong cuộc đời, Lộc biết rồi. Cái lúc đấy nhá, mình gần chết rồi, mình nhá thoi thóp rồi, đừng thoi thóp. Nó là này, một cái nắm tay không có đâu. Tôi thật bạn ấy, cái lúc mà cái cuộc sống các bạn nó lao xuống vực ấy, nó nhá, như các bạn muốn khóc không khóc được ấy, muốn chết không chết được ấy, gần như các bạn không biết là ra không xoay sở ra, các bạn ốm các bạn nằm vật ra, các bạn thất thiểu làm vật ra giường ấy, không ai quan tâm đâu. Tôi nói là giúp đỡ người khó khăn ấy, thì tại sao tôi phải giúp đỡ người khó khăn? Tại sao? Đấy, lúc trước không ai giúp đỡ tôi, coi khó khăn ai giúp đỡ tôi? Tại sao bây giờ tôi phải giúp đỡ con? Nói có thật các bạn này, tôi có thể cho mẹ tôi, bố tôi, anh em ruột thịt của tôi 1 triệu, vài triệu, 5 triệu, 10 triệu, thậm chí 100 triệu. Tôi có thể cho. Tôi có thể cho những người thân ruột thịt của tôi 5, 7 triệu. Tôi có thể cho và tặng quà cho họ, biếu họ một cái đồ ăn, đồ uống gì đó. Thế nhưng mà tôi mà gặp người khó khăn nhá, tôi cho nhiều nhất 10 nghìn. Tôi nói thẳng căng các bạn thế. Người từ trường hợp người đấy lại bị lừa hoặc là bị ấy nào, tôi gặp ở ngoài đường này thật sự là sắp chết hay như thế nào ấy, thì tôi mới cứu giúp một tí thôi. Tôi cứu giúp khoảng tầm vài trăm nghìn đến 1 triệu, đưa đi bệnh viện, nó tôi đưa làm cái gì thôi. Còn tôi không lấy kiến thức ra làm từ thiện. Còn tôi không phải tự dưng tôi đi mua việc bằng người, tôi không phải đi giúp đỡ người này người kia theo cái kiểu là tôi có trách nhiệm sinh ra làm thiên sứ để cứu người khác. Tôi không phải là một thiên sứ để cứu người khác, tôi đi là hoàn thành sứ mệnh của mình đấy. Và sứ mệnh đó nó phải được gặt hái. Còn tôi không phải là người vô tâm hay ích kỷ, mà cuộc sống này nó là như thế à, các bạn phải tự giúp bản thân mình, còn người khác nó chỉ là hỗ trợ thôi, đúng không ạ? Thế còn nói là không lấy tiền thì nó cực kỳ vô lý luôn, không lấy tiền nó cực kỳ vô lý luôn, thế thật sự luôn. Nếu mà không lấy tiền thì thực sự nó hơi vô lý thì những hoàn cảnh anh này phân tích là... còn anh nói là nếu như mà lấy tiền, anh nói là đồng ý cho lấy tiền thì không nên đút túi riêng, mà là đem cái tiền mà các bạn thu được từ khóa học, đem thu tiền lấy tiền thu được từ khóa học mang đi học mà mang đi từ thiện ấy, thì nó có thật luôn các bạn này. Lấy tiền khóa học mà mang đi từ thiện thì Lộc cũng chỉ từ thiện không quá 10% nhá, 15% là hết cỡ. Tức là từ thiện nó làm cái gì đó, nó là trong cái nhân tâm của con người. Mình không nói tên từ thiện ở đây, mà mình nói ở đây là vấn đề là như thế này. À, nếu như tôi mà thực sự giàu có, tôi quá thừa tiền ấy, thì cái lúc tôi còn sống tôi cũng không bao giờ giải phóng tiền của mình đi từ thiện, mà khi nào tôi chết tôi không mang theo tiền ấy, thì tôi mới giải phóng tiền đi từ thiện, thì nó mới là đúng. Thế còn tôi lúc này tôi sống tôi phải thu tiền để tôi muốn đạt đến cái cảm giác chiến thắng, đó là tôi đang có rất nhiều tiền đấy. Cảm giác chiến thắng, mọi người kiếm nhiều tiền họ có cảm giác chiến thắng cực kỳ sung sướng. Các tạm lại đây. Còn anh ấy nói là khóa học mà hiệu quả thì đã không khủng bố quảng cáo. Khóa học hiệu quả thì đã không khủng bố quảng cáo, nói đúng như này. Thì khủng bố quảng cáo thì Lộc thấy bây giờ là có rất nhiều người khủng bố quảng cáo thật. Và Lộc nói thật này, Lộc chưa chạy một cái quảng cáo nào cả để bán khóa học ạ. Lộc chưa chạy một quảng cáo nào cả. Đấy, và Lộc không muốn là có nhiều quá nhiều học sinh. Lộc không muốn có nhiều học sinh. Không muốn quảng cáo để có quá nhiều học sinh. Còn các người mà quảng cáo để lấy khóa học hoặc quảng cáo để bán khóa học ấy, thì họ đã đang cần tiền chứ không phải cần học sinh. Họ đang cần tiền thì nó đúng hơn. Thì anh nói là thế không giao dạy, không dạy cho dòng họ các bạn đi, không dạy cho người nhà các bạn đi, đúng không? Hay là kiểu như thế, đúng không? Thế tốc độ sẽ lan truyền hơn nhanh Covid này. Nói đúng là thực sự là thị trường bây giờ đang bão hòa. Thị trường bây giờ đang bão hòa từ cái ngày mà bắt đầu là có cái ông Robert Kiyosaki ông viết sách này, đấy, chả giàu chả nghèo đấy. Sau đó là bắt đầu là có ông Jim Jones, có ông Maxwell, rồi là có ông Tony Robbins đấy, rồi là một số các ông khác đấy, bắt đầu về Việt Nam và tạo ra khóa học, bắt đầu là các học sinh rồi là các khóa học đó là bán lấy tiền. Cái tốc độ của các khóa học đó tan cực kỳ nhanh luôn, và bắt đầu là những cái người học được từ những các ông lớn đó bắt đầu họ đã trở thành những người đi dạy, và tốc độ của khóa học của họ cũng lan truyền rất là nhanh, cực kỳ nhanh luôn đấy. Ông nói là năng tốc độ nhanh chuyện, anh ấy nói tốc độ nhanh chuyện Covid nhanh hơn cả Covid luôn, nó thật nhanh gấp mấy lần Covid luôn. Những người mà không có sự hiếu học ấy, họ không có muốn sự phát triển nhiều hơn ấy, họ muốn cuộc sống thanh bình yên ổn, họ không muốn học nhiều làm gì đau đầu ấy, thì họ không học thôi. Nhưng mà thực ra những người mà như Lộc này khát khao sự thành công này, đi tìm
kiến thức này, nó có thể các bạn kiến thức nó tốc độ phát triển cực kỳ kinh khủng luôn. Anh không biết làm sao anh ấy nói câu này, nhưng mà thực ra nó có thể là kiến thức tốc độ lan truyền của nó nhanh gấp vạn lần, gấp tỷ lần ở COVID luôn. Đấy. Nói thật các bạn như vậy, nói thật các bạn thế luôn. Nhưng chẳng qua là các bạn không để ý thôi, Còn thực ra là các khoa học bây giờ nó bị bão hòa thị trường, nên cho nên là anh em nó phải quảng cáo nhiều. Nhưng mà nói chung là những người quảng cáo là những người đang cần tiền. Vì cuộc sống họ là phải dạy để kiếm tiền mà. Đấy, rồi phải trèo kéo, đúng rồi, bởi vì nó bão hòa thị trường rồi phải trèo kéo thôi. Đấy, TikTok các thứ phải tràn ngập các học thì bây giờ là phải dạy để kiếm tiền, thì nó chung quy nói là như thế. Bây giờ nó là bão hòa thị trường. Thị trường đang bão hòa nên là trước khi tất cả toàn đồng bào biết hết về những cái kiến thức. Đấy, thì những còn ai nên là họ phải chạy quảng cáo để vớt lại và sót lại những cái người chưa từng học để kiếm một số tiền sót lại cuối cùng. Bây giờ cái miếng bánh, bây giờ thị trường là một miếng bánh. Cái miếng bánh này bị các ông lớn ăn gần hết rồi. Bây giờ chỉ còn những cái phần nhỏ, thì những cái người nhỏ bắt đầu đi nhặt cái phần nhỏ, đúng không? Đấy, thế nên là nó phải chạy quảng cáo thôi, nó phải tất cả các nhớ là cái còn nói chứng khoán thua mà dạy chứng khoán này thì mình không hiểu, mình không biết cái cơ này. Còn kinh doanh kém mà dạy kinh kem mình không nắm bắt được. Đấy. Nói chung là như này. Các bạn học hay không, học ai thì nó là do quyết định của các bạn. Đấy, các bạn mất tiền thì đấy là các bạn học phải đau xót tiền của các bạn, mà các bạn bắt người khác phải nhân đạo với nó thì không đúng. Các bạn phải nhân đạo với tiền của các bạn chứ không phải là người khác phải nhân đạo với tiền của các bạn. Người ta chỉ muốn cướp từ tay các bạn luôn luôn. Thế còn anh ấy này anh nói thì dạy kinh doanh và kinh doanh kém thì thực ra là nói là thực sự rất dễ bị ném đá luôn. Nói chung là về cái mà bán hàng hay đầu tư hay là kỹ năng không làm được nhưng mà vẫn đi dạy thì nó là cái điều bình thường. Lộc cũng có những cái mà Lộc không làm được nhưng Lộc vẫn mang đi dạy. Quan hiểu không nhỉ? Bởi vì như thế này, bởi vì nếu như mình dạy người khác mà nhìn thấy người khác làm được thì nó sẽ củng cố thêm cho mình là mình đang làm được. Dạy chính là một cách học chứ không phải là tôi làm được tôi mới dạy, mà tôi đang học tôi đã đi dạy rồi. Đây là tư duy của người giỏi và tư duy người giàu, các bạn phải hiểu như vậy. Thế cho nên là các bạn cứ học đi, nó là kiến thức, còn thành công hay không là do người học chứ không phải do người dạy. Thế còn quảng cáo là lừa đảo mọi lúc mọi nơi thì câu này, ôi anh này anh nói những câu nói nó cứ làm sao ấy, nó cực kỳ đau. Quảng cáo mà lừa đảo mọi lúc nó thấy là quảng cáo nó không lừa đảo mà nó nói mà là nó là quảng cáo. Đã là quảng cáo thì các bạn chỉ nên tin 5-70% thôi, chứ còn lừa đảo tức là nó không có phần trăm chính xác nào à, thì nó thực ra nó hơi ấy. Đấy, còn mất tiền oan thì không, ai không tỉnh táo thì đấy là điều tất nhiên. Có những người thầy tốt, có những người thầy không tốt, có những người bán khoa học thật cũng có người bán khoa học giả. Đó là điều bình thường. Thế còn nói đúng là, còn ông ấy nói là nếu mà thầy có lãnh, còn ông anh ấy nói là nếu như người thầy mà có năng lực thật thì lãnh đạo đất nước đã mời các thầy về. Nói thật các bạn này, nhà nước mình ấy có những người ra họ giỏi hơn những người thầy chứ, giỏi hơn chứ, đúng không? Chứ còn đấy như mà dạy cách kiếm tiền cho người dân thì anh này anh nói câu này đúng. Vì là như thế này, vì là dân chúng nhà mình bây giờ đang kêu gọi nhà nước phải dạy cách kiếm tiền và làm giàu, đưa vào phổ cập, đang kêu gọi rồi. Thực ra thì nói chung là không biết là đảng bộ và chính phủ có nghe thấy không. Thế nhưng mà nói chung là như thế này, đó là người Do Thái, người ta dạy con cái người ta làm giàu từ khi rất là nhỏ. Từ khi rất là nhỏ người ta đã dạy con cái người ta làm giàu ấy. Chỉ có Việt Nam mình mới đi dạy bắt kim thang, mới đi dạy sọ dừa và những cái câu chuyện cổ tích thôi. Thực ra nó cứ mộng mơ như vậy. Thực ra mộng mơ đạo đức trong sáng, ngây thơ, giá trị con người ở cái tốt đẹp, nó không sao cả. Thế nhưng mà các bạn thấy là tại sao người Việt mình lấy chồng Hàn Quốc rất nhiều, lấy chồng Đài Loan rất nhiều, lấy chồng ngoại quốc rất nhiều? Bởi vì sao? Bởi vì họ nghĩ là họ sẽ tìm được một anh sọ dừa. Họ sẽ nghĩ là họ sẽ giống như công chúa ngủ trong rừng, họ sẽ giống như là một cô tấm đi tìm được một chân đi tìm được một chân ái. Bởi vì giáo dục. Nhưng mà khi họ bước ra đời, cuộc đời đã vả vào mặt cho. Lúc đấy mới biết rằng là nó không giống như mơ. Thì nói chung là như này, nhà nước và chính phủ mình chưa có cái phổ cập kiếm tiền này, mà luôn luôn là làm những cái, nói chung là đấy các bạn này, mình nói rồi,
Đấy tại sao là mơ ước giàu có là như thế. Chứ còn anh này nói đúng là bậc thầy, anh nói đúng là bậc thầy mà được mời vào trong chính phủ thì rất là hiếm, ngay cả nổi tiếng như tiến sĩ Lê Thẩm Dương chưa được mời vào phổ cập hay như thế nào mình cũng chưa hiểu. Ê, chưa có một cái phổ cập nào từ lớp 1 đến lớp 12 mà có ông Lê Thẩm Dương mà dạy kiếm tiền ở trong cái phổ cập này cả. Thế thì thực ra thì anh ấy nói nó có cái đúng và nó có cái sai, nó có cái sai. Thế thì còn nói chung là nếu như mình mà sinh con cái ra đấy, thì con cái ra thì mình sẽ cho con cái học đến lớp 12 để lấy bằng thôi, còn mình sẽ dạy nó cái kiến thức khác. Đấy. Người khôn ngoan là người ta sẽ phải dạy cho mình cái kiến thức khác. Thế còn thiên tài sẽ được săn lùng là điều tất nhiên, tất yếu. Nếu như mà các bạn, anh nói là bậc thầy không cần, nếu mà thật sự là một bậc thầy thì không cần phải quảng cáo, đúng không? Người khác sẽ tự đi săn lùng, điều này rất là đúng. Bởi vì ngày xưa đấy, càng là chân nhân đấy, càng là một bậc thầy thì họ càng lên núi ở ẩn, như Lão Tử đấy. Họ ông đi trốn rất kỹ nhưng mà vẫn có người vẫn tìm ra. Đấy, như Ngọa Long ấy, như Ngọa Long ra các lượng ấy, đi trốn rất kỹ nhưng mà vẫn có người tìm đến, đúng không? Thế là người săn lùng. Thế nhưng mà thực ra là như thế này, bây giờ nó thật các bạn, dân số bây giờ nó tăng lên rất là nhiều rồi, và con người nó không như ngày xưa, và con người giờ ai cũng được phổ cập rất nhiều kiến thức, và con người giờ ai được học rất nhiều kiến thức. Nhưng mà thực ra mà đi săn lùng thiên tài, đi săn lùng thật sự không biết săn lùng ở đâu, bây giờ thế giới hiện đại rồi, nó thật sự nó hơi kia. Nói chung là bây giờ cái gì cũng phải có quảng cáo và có marketing, nó nói thẳng càng thế. Còn những ai mà họ thật sự giỏi thì họ đang phải nghiên cứu, họ đang phải ấy, đang phải làm việc với chính phủ, họ đang làm việc với số lương nó hàng trăm triệu, hàng trăm triệu một tháng rồi đấy, thì họ chắc mới đi dạy làm gì, đúng không ạ? Thì người ta đang muốn kiếm tiền từ việc dạy cơ mà. Anh nói đúng. Thế nói chung là như này, anh nói thì nó có cái đúng, nó nói sai đấy. Còn nhiều quốc gia thì họ vẫn cứ săn lùng đấy, họ vẫn đang săn lùng đấy, nhưng mà chẳng qua là thật sự chưa tài thôi, chưa tài. Thế còn anh nói là la hét để thu hút gì thì mình thấy là có những người thầy dạy hít mà la hét thì nhiều thật. Thế còn tự xưng là thầy thì mình cũng thấy cũng có thật. Thế anh này nói cũng đúng, thì cũng không có gì sai. Nhưng cái vấn đề ở đây là anh nói là chưa có tổ chức giáo dục được công nhận, nó ra là không cần phải công nhận. Đợi các tổ chức giáo dục công nhận nha, thì tôi thành công từ lâu rồi. Đợi các tổ chức giáo dục công nhận thì tôi giàu có từ lâu rồi nhá. Không cần phải công nhận đấy, còn các bạn học hay không đó là việc các bạn, đó là sự lựa chọn các bạn đấy. Còn công nhận làm gì? Thế còn các bạn mà cứ đợi những người mà có bằng cấp công nhận, được công nhận để mà học ấy, thì nha các bạn, thì khi mà các bạn học được kiến thức của người ta đấy, thì một là các bạn sẽ không học, thì các bạn học xong các bạn sẽ không làm được, không hiểu được cái gì, bởi vì họ đã là quá phi thường rồi. Ví dụ như Khổng Tử là một người rất là giỏi, khi gặp Lão Tử vì còn mất ăn mất ngủ 30 ngày. Một người như Khổng Tử rất là giỏi, cũng là một bậc thầy, đi gặp một Lão Tử cũng là một bậc thầy, là một chân nhân, thế mà còn về mất ăn mất ngủ hàng 30 ngày. Thế bây giờ một người bình thường mà gặp Lão Tử thì học được cái gì, hiểu được cái gì, đúng không? Thế cho nên là các bạn này, chọn thầy đấy không nhất thiết phải chọn bằng cấp, nó không quan trọng vấn đề đâu. Thế còn anh này nói là lời này lặng lẽ quá luôn. Còn nói chung là anh này làm cũng có một cái tâm, bởi vì là tôi cũng có một cái tâm, nhưng mà cái tâm này nó hơi gắt và nó rất dễ bị những người làm những trong nghề này ném đá. Nhất cái thứ hai nữa là anh ấy nói nó có phần hơi thái quá một chút, bởi vì cái gì cũng có tính hai mặt của nó, có đúng có sai các bạn ạ. Cái gì có tính hai mặt của nó, có đúng có sai. Còn anh ấy nói nó hơi đau, hơi gắt. Thế còn anh này thì mình để như mà một người chuyên gia về marketing và là một video maker, là một youtuber, thì mình đánh giá cái video này nằm ở cái tính chất như này. Đó là nó làm ở mang tính chất là đang chạy theo xu thế, đang chạy theo trend. Hiện tại là đang có trend này, có rất nhiều người thầy dạy khoa học vớ vẩn bây giờ đang bị bóc phốt và đang bị kiện cáo. Thì anh này đúng đang làm theo trend. Để nói về marketing thì anh này làm theo trend, nó không có gì đặc biệt cả. Thứ hai là nói về tâm lý học con người thì anh này đang làm một cái hình thức là phủ nhận một điều A để khẳng định một điều B. Ví dụ đưa ra con số này và làm nổi màu chữ này và nói những lời khác này để cho người ta cảm thấy là anh này đang có tâm và đang cảm thấy anh này đang nói những lời đúng, nên họ sẽ không nhìn được cái hai mặt của vấn đề mà sẽ chỉ nhìn được một mặt của vấn đề thôi. Đấy là theo tâm lý học hành vi, tức là người ta đang bị cái cực đoan làm cực đoan. Ví dụ như ngày xưa đấy, nó có một cái trend, đó là trend tố cáo cái hình thức, đó là tính đa cấp. Đa cấp thực ra nó cũng là cái tốt, nhưng có nhiều người kẻ đã lợi dụng nó để làm
những cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì thực ra là cái lúc đó nó bị nhà nước phanh phui, rồi là tất cả những con khác phanh phui, và bắt đầu có cái chen, và người ta cứ nói đa cấp là xấu, đa cấp là xấu, nhưng thực ra sau này nhưng thực ra đa cấp nó không hề xấu như họ nghĩ, mà nó là tâm lý học hành vi, tâm lý phủ nhận một điều gì đó để khẳng định một điều gì đó. Đấy, đặc biệt cái tâm lý này nó sẽ thực sự, tâm lý này nó xảy ra rất nhiều trong tình yêu, và trong quan điểm, nhận thức. Đây là cái tâm lý học hành vi. Cái thứ ba, là xét trên nhận định phản diện. Thì mình nó có một cái gọi là, khi một con người làm một việc gì đó, họ đều nghĩ về bản thân và lợi ích của mình trước. Con người có tính ích kỷ từ nguyên sơ, từ nguyên thủy, từ cái khởi thủy, tức là con người có sự ích kỷ cho bản thân mình. Thì khi mà họ làm một việc gì đó, họ đều nghĩ lợi ích của bản thân mình trước. Ngay cả họ nói, ngay cả bố mẹ bạn nó khuyên bạn cái điều gì đó thì họ cũng vì họ mà nói. Ngay cả bố mẹ bạn nó khuyên các bạn điều đó thì cái lời khuyên đó nó cũng phải có cái gì đó tốt cho họ thì họ mới nói. Tức là nói về phản diện thì ai này cũng đang muốn là theo trend để làm nên một cái xu thế, hoặc là xây dựng một cái kênh YouTube thành công hay là một kênh TikTok thành công. Đấy, hoặc là anh là muốn cho mọi người nhớ đến anh ấy, hay là làm một cái ấy. Thì nói chung như này, thì mình đánh giá cái video này là mang tính chất giải trí và mang tính chất cảnh cáo, mang tính chất giúp đỡ, mang tính chất nổi tiếng và mang tính chất marketing, xây dựng tên tuổi và đánh dấu mốc lịch sử trong cái khoảng thời gian người ta có cái trend này thì anh lại đã làm được cái gì. Tức là mình đang đánh giá về mặt marketing. Thực ra thì để như mà nói về một cái video thì nó không thể hết được, mà chúng ta hãy xem toàn bộ kênh của anh này, có rất nhiều video khác anh ấy làm đấy, thì nó mới ra được. Chứ còn mình nói ở đây thì các bạn hiểu, thì mình cũng làm cái, còn ghi ngay cả bản thân mình cũng đánh giá luôn là mình làm phân tích cái video của anh này. Thứ nhất là mình cũng làm vì muốn cung cấp kiến thức cho các bạn. Thứ hai là mình cũng làm để xây dựng thương hiệu cho bản thân mình. Và cái thứ ba là mình làm, đó là mình cũng muốn đánh giá cái này, đánh giá cái video để cho anh em có thể hiểu được là trong cuộc sống này là chúng ta không nên tiêu cực, và không nên cực đoan như thế này, không nên nói những câu như thế này, và không nên mang cái quan điểm của cái anh này, và mang cái những cái lời nói gay gắt như thế này mang ra ngoài xã hội thì nó sẽ không tốt, đâu. Thực ra thì nói đây là nói với cộng đồng thôi, chứ còn để như những người mà được ăn được học, người ta khôn khéo ấy, thì người ta chả bao giờ để ý cái anh này làm cái gì. Hồi hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Goodbye.